Xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình nhổ lông gà không cần nước. Đây các bạn này. Các bạn thấy chưa? Đấy, nhổ lông gà không cần nước. Thấy chưa? Nhổ lông gà không cần nước luôn. Chút lông nó vào đây. Nhổ lông gà không cần nước nha anh em nhá. Nhổ lông gà không cần nước sôi luôn. Đấy. Ok rồi anh em ơi. Đây, con gà nguyên xi nha. Mình nhổ lông gà không cần nước. Các bạn thấy không? Được. Nhổ lông gà không cần nước anh em ạ. Mình chim luôn. Tí nữa thui chứ gì nhỉ. Ui rồi. Này các bạn thấy không? Ơi, anh đang vắt lông gà không cần nước. Chưa, mọi người thấy chưa, sạch chưa, ghê chưa. Đấy, thấy chưa? Tí sạch luôn, tí vặt cái cánh nó sau. Động vụ, lại là động vụ. Nước sôi chưa? Vặt này còn sạch hơn cả nước rồi nhỉ? Như con này như chim luôn. Hả? Dùng giò. Giò bẫy. Có nó bay kính lắm con này. Như chim luôn. Ừ.
ghê chưa? Tục của vặt trên cánh. Đây các bác ơi, con gà của mình này, ok luôn, không cần đến nước nha anh em nhá. Đây chưa bà con ơi, sạch chưa, sạch sẽ chưa? Đây này. Của mỗi cánh thôi, cánh nó cũng vặt được thôi nhưng mà thôi, đây các bạn này cũng vặt được thôi nhưng mà thôi, tuy nhiên là hơi khó vặt một chút, mình là chuyển sang là cho này, tí nữa sẽ thui lên anh ạ. Thôi tốt nhất là các bạn cứ dùng nước các bác nhé. Mình thử vặt nâm gà không cần nước. Thì theo mình thì các bạn không nên học theo cái kiểu này các bạn nhé. Đây, thấy chưa? Qua một thời gian đã được như này rồi, đã sạch rồi. Đấy. Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé.